Những con quỷ bị thổi phồng sức mạnh trong Kimetsu no Yaiba. Yo, xin chào 500 anh em sát quỷ đoàn nhá. Công việc diệt điểm liệt cứu bản thân của anh em thế nào rồi? Vẫn ổn trước những đòn roi chứ? Trong Kimetsu no Yaiba, nhóm thượng huyền hay hạ huyền luôn phải tạo ra những báo cáo giả cho ông chủ Muzan đỡ phải giận cá chém thớt. Số làm đầy tớ nó khổ thế đấy. Đôi khi phải làm ra rẻ một chút cho ông boss bớt chửi một xíu. Nói về khoản này thì thượng nhị nhận số 2, không ai dám chen số 1. Trình nịnh bợ nó ở cái tầm rồi. Do lũ quỷ luôn phải cố thể hiện để được Muzan trọng dụng, chúng ta có vẻ như vô tình nghĩ rằng chúng quá mạnh so với loài người, thành ra đánh giá hơi sai sức mạnh so với thực tế. Tất nhiên là cũng mạnh đấy, nhưng mà đâu tới nỗi ao trình các kiểu. Trong video này, mời anh em cùng bựa trụ đến với những con quỷ bị thổi phồng sức mạnh trong Kimetsu no Yaiba. Get go! Thượng lục Gyutaro. Gyutaro là con quỷ cấp thượng huyền trong thập nhị nguyệt quỷ. Hắn là anh trai của Daki. Thông thường chẳng bao giờ xuất hiện, chỉ khi nào nhỏ em mít ướt đụng độ kiếm sĩ hạng xịn nó mới lò đầu ra dọn dẹp chiến trường. Gyutaro mạnh thật nhưng không đến nỗi phải thổi phồng ăn đứt cả thượng ngũ hay hai anh em họ có thể solo với thượng tứ. Xuất hiện như chùm cuối phần kỹ viện trấn. Tất nhiên một phản diện ló đầu sau chót luôn để lại ấn tượng lớn. Gyutaro vừa lộ mặt đã chém một nhát lên mặt âm trụ Uzui Tengen, đồng thời kích hoạt chất độc huyết quỷ liêm. Tuy nhiên nếu như anh em để ý thì trong trận này Uzui luôn phải chiến đấu trong tình trạng hụt hơi do tác dụng của độc dược. Do đó không thể nói đây là một trận solo ban căng. Thế nên Uzui cần có thêm Tanjiro hỗ trợ, một tân binh sở hữu IQ cao. Dù Gyutaro ao trình giai đoạn đầu nhưng hắn không có cách nào kết liễu được một trong hai người. Thực sự hắn cũng cố giết chết Tanjiro, cuối cùng lại bị thằng nhóc dắt đôi ba lời và rơi vào bẫy. Cậu tận dụng kunai tẩm độc hoa tử đằng tạo ra hiện trường giả và lén phóng nó vào cơ thể thượng lục. Khoảnh khắc thay đổi thế cuộc tạo tiền đề cho âm trụ toàn lực tấn công. Uzui đã phá giải huyết quỷ liêm của hắn một phương pháp tách âm, dùng thanh điệu phân tích hướng di chuyển của chúng. Kể từ đó, Tengen với một tay solo thoải mái với con quỷ thượng huyền. Tức là nếu biết được cách khắc chế hắn ta, hoàn toàn có cơ hội lớn hạ gục. Một lý do nữa anh em đánh giá quá cao Gyutaro bởi vì hắn đã giết rất nhiều trụ cột. Nên nhớ rằng điều khó chịu nhất ở anh em thượng lục nằm ở cơ thể liên kết với nhau. Phải cùng lúc lấy đầu cả hai thì mới hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng một trụ cột đơn lẻ thường sẽ bị đánh bại dù người đó có hạ được Daki hay Gyutaro. Chỉ cần con quỷ kia sống, trụ cột sẽ nắm chắc cái chết. Thế nên cách duy nhất hạ được huynh đệ họ là phải chơi kiểu hội đồng. Bé quỷ Kute Nezuko. Cô bé nhà Kamado là một trong hai nhân vật chính bên cạnh người anh trai Tanjiro. Số mệnh may mắn đã đẩy đưa cô vẫn sống sót sau khi bị Muzan tấn công, đánh đổi bằng việc hóa quỷ. Nezuko đã tự khống chế bản thân để không tấn công con người, thay vào đó sử dụng việc ngủ để hồi phục vết thương và tăng sức mạnh. Đây cũng là điểm yếu lớn nhất của Nezuko, vì không ăn thịt hay là uống máu người, thế nên ban đầu cô ấy rất dễ bị tổn thương, thời gian hồi phục tương đối lâu so với các con quỷ khác. Mất đến 2 năm để bé nấm hoàn thành chức năng phục hồi cấp độ quỷ hạng trung bình khá. Nếu khoảng thời gian đó được ăn người, có lẽ Nezuko còn mạnh khủng khiếp hơn những gì có thể tưởng tượng. Do không hoạt động theo cách bình thường của loài quỷ, mỗi lần chiến đấu, chị cả nhà Kamado chỉ dùng được toàn lực trong thời gian tương đối ngắn, như lần solo với Daki chẳng hạn. Trạng thái hóa quỷ full body chỉ kéo dài được vài phút trước khi Nezuko gần như mất đi nhận thức rồi tấn công trực tiếp anh trai mình. Sau đó cô cần một giấc ngủ sâu vài ngày để hoàn toàn bình phục. Rõ ràng thời gian hồi mana của Nez rất lâu, thế nên không thể so sánh được với các thượng huyền nguyệt quỷ. Windaki đã là một kỳ tích rồi, nhưng gặp con quỷ cao hơn chắc sẽ không có cơ hội. Công nhận rằng việc miễn nhiễm ánh nắng mặt trời là một ưu điểm siêu việt của Nezuko. Tuy vậy, nó chẳng có tác dụng gì trong việc tăng tiến sức mạnh của bé nấm. Tức là tiềm năng phát triển của cô bé gần như đã đạt tới giới hạn. Không thể cứ thay thế ăn thịt người bằng việc ngủ liên miên. Hãy nhìn qua Tamayo xem, do uống máu trong bệnh viện nên khá là yếu ớt so với một con quỷ đã sống qua nhiều thế kỷ. Điều đó giải thích lý do tại sao tác giả Goto không cho Nezuko tham chiến ở trận đấu cuối cùng. Đối đầu ba con quỷ thượng huyền mạnh nhất và chúa quỷ Muzan, cô bé không đủ trình để bước vào vòng bo. Xui rủi để cho Muzan chiếm lấy cơ thể thì lại toang. Thượng Tam Akaza. Thượng Tam Akaza có thể nói là con quỷ gây được ấn tượng mạnh nhất trong dàn thượng huyền. Chưa rõ về sức mạnh có so được phụ nhất thằng nhị hay không, riêng về độ nổi tiếng thì khỏi phải bàn. Nghệ nhân đục lỗ trên người viêm trụ Rengoku. Anh ta được nhớ đến nhiều nhất sau lần xuất hiện cuối movie Chuyến tàu vô tận. Sát nhân khiến cho người xem tiếc thương cho một trụ cột mạnh mẽ đoản mệnh. Vừa hận lại vừa cảm thấy thích thú trước phong cách chiến đấu của Akaza.
một lòng đam mê võ học, Thượng Tam là tín đồ của sức mạnh, sở hữu huyết quỷ thuật, thuật thức triển khai, gần như vô địch nếu nạn nhân đứng trong vùng kiểm soát. Tuy vậy, có vẻ như sức mạnh của Akaza đã được phóng đại hơn so với sự thật khá nhiều, suýt bị Rengoku cầm chân cho đến khi mặt trời mọc, phải bỏ chạy khỏi ánh mặt trời. Mặc dù lúc đó Kiyuzuro đã thấm mệt lắm rồi, không thể phủ nhận đẳng cấp Thượng Tam, nhưng nếu so với Thượng Nhị, quả thực là khó có cơ hội ăn được. Tất nhiên cũng là một trận đấu khó khăn cho Duma. Akaza đã sống nhiều thế kỷ mà không hề đụng tới phụ nữ. Việc này được Duma phê bình sẽ ngăn cản khả năng tăng tiến sức mạnh của anh ta. Do đó hắn luôn tự tin mình trên cơ Tamka dù vào sau tương đối lâu. Điểm yếu của Akaza đã bộc lộ trong trận chiến với thủy trụ Giyu và Tanjiro. Ý mình không nói đến người vợ dù quế nanh ba bên kia thế giới. Theo lời Thượng Tam, việc bị Tanjiro dùng bất sát khí lấy đầu trong phạm vi của thuật thức triển khai coi như anh đã thất bại hoàn toàn. Dù có mọc đầu rồi chiến đấu tiếp cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Thà chết để giữ lấy tiếng tăm cuối cùng của một tín đồ võ học. Thượng Nhị Duma. Hắn ta từ nhỏ sinh ra đã sở hữu phẩm chất hơn người, trí thông minh, thể chất, mọi thứ như là một bậc đế vương. Ngay cả khi hóa quỷ, Muzan cũng phải bất ngờ trước tốc độ tăng tiến sức mạnh của Duma. Hắn vươn một mạch từ con quỷ vô danh lên Thượng Huyền Lục, sau đó bay thẳng lên ghế Thượng Nhị, đá Akaza xuống vị trí thấp hơn. Sự thiên tài được chứng minh trong cách làm việc, một mình gây dựng giáo hội thiên đường cực lạc, dụ dỗ những người phụ nữ trẻ tuổi để tận hưởng miếng mồi ngon. Cách giết người của Duma được miêu tả là nhanh, gọn, lẹ, phải ăn trong lúc nạn nhân vừa chết mới tận dụng hết dinh dưỡng. Hắn cũng không phải là người quá kén chọn, nhưng sẽ tốt hơn với những cô gái xinh đẹp hay là bà mẹ bỉm sữa. Đối tượng này mang tới dưỡng chất tốt hơn người bình thường. Thượng Nhị quả thực rất mạnh, không dễ gì có thể giết được hắn nếu Duma không tự phạm phải sai lầm. Do quá tự tin vào sức mạnh của mình, Thượng Nhị đã trúng kế của Shinobu, ăn phải 37,5kg độc hoa tử đằng, bị suy yếu khả năng hồi phục lẫn độ tỉnh táo. Ngay khi kế hoạch không như dự định, Duma sẽ rơi vào trạng thái bối rối, cuối cùng bị hai thanh niên tân binh sát quỷ đoàn hạ sát dưới lưỡi kiếm Nichirin. Có thể nói, điểm mạnh thiên tài của hắn cũng là điểm yếu lớn nhất. Vì quá thông minh, hắn luôn tự tin dẫn đến chủ quan, nghĩ rằng có thể kiểm soát mọi chuyện. Về điểm này, hắn cần phải học cụ nhất một khóa về bài học khiêm tốn. Mấy thằng thể hiện thường hay nhập viện là thế đấy. Hạ Nhất. Hạ Nhất Enmu xuất hiện như phản diện chính phần chuyến tàu vô tận. Hắn được cử đi khử một trụ cột để chứng minh sức mạnh. Enmu là một con quỷ rất biết điều, hiểu được nếu đi theo vết xe đổ của bọn Hạ Huyền, kiểu gì cũng bị Muzan xuống tay. Khoảnh khắc quyết định, hắn đã cầu xin chúa quỷ hạ sát mình để tận hưởng cảm giác được giết bởi bàn tay của chủ nhân. Chính điều này khiến Sugar Daddy cảm thấy thích thú mà tha mạng cho hắn, tưởng thưởng bằng một lượng máu lớn vào người. Nhờ có đợt buff sức mạnh này, Enmu trở nên bá đạo hơn trước rất nhiều. Cuối phần 1 Kimetsu, ai cũng nghĩ rằng tên này phải ghê gớm lắm. Ấy thế mà so với nhóm Thượng Huyền vẫn còn một khoảng cách nhất định. Biết mình khó lòng solo lại đại trụ, hắn giở trò đưa họ vào giấc ngủ với huyết quỷ thuật mộng mị. Suýt nữa đạt được mục đích, nhưng đã bị Nezuko hóa giải. Hạ Nhất đành phải tự mình chiến đấu chống lại bọn siêu tân binh của sát quỷ đoàn. Hắn gây ức chế bằng cách hòa lẫn bản thân với đoàn tàu đang chạy với tốc độ cao. Nếu không có việc này, có lẽ Enmu đã bay màu dưới nhật luân kiếm của viêm trụ Rengoku. Dù Kiyuzuro bị cầm chân, hai thanh niên Tanjiro và Inosuke vẫn đủ sức bón hành cho hắn. Trước sự can đảm của Tan và giác quan đặc biệt của Ino, Enmu không hề có chút lợi thế nào. Rõ ràng dù là top 1 nhóm Hạ Huyền còn được bơm thêm nhiều máu quỷ, hắn vẫn khá là yếu, cho nên xứng đáng đi cùng bọn đồng cấp. Hạ Ngũ. Được Muzan cưng chiều nhất trong nhóm thập nhị nguyệt quỷ, cái chết của Rui khiến Sugar Daddy cảm thấy lòng đau như cắt. Nỗi đau biến thành sự tức giận, lôi cả đám ra phanh thây từng đứa. Do được Muzan ưu ái, Hạ Ngũ Rui luôn tự cao về khả năng của mình. Hắn cũng khá mạnh khi chiến đấu sòng phẳng với Tanjiro và Nezuko. Thời điểm mới debut, tên quỷ nhỏ này thật sự bá đạo so với một thằng tân binh chân ướt chân ráo lần đầu đối mặt một Hạ Huyền. Trận chiến tại núi Natagumo được coi là phần hay nhất của Season 1 Kimetsu no Yaiba. Hạ Huyền Ngũ để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả nhờ huyết quỷ thuật khá độc đáo. Hắn có thể đã giết được Tanjiro khi né được chiêu chí mạng từ vũ điệu hỏa thần. Nếu không có thủy trụ Giyu kịp thời xuất hiện, có lẽ bộ truyện đã khép lại tương đối sớm. Do đó, nhiều người nói rằng Hạ Ngũ Rui nếu muốn, hắn có thể tranh đoạt một vị trí cao hơn trong nhóm Hạ Huyền. Bởi không quan tâm đến quyền lực nên Rui chỉ loanh quanh bên gia đình giả tạo sâu trong rừng sâu. Tuy nhiên, chúng ta không thể khẳng định điều đó vì còn chưa được thấy màn thể hiện của những con quỷ khác trong Hạ Huyền trừ Enmu.
Việc bị Giyu một nhát bay nhẹ thủ cấp khá phân vân liệu Rui có đủ sức mạnh đối đầu với siêu tân binh Tanjiro với vũ điệu hỏa thần mới thức tỉnh lúc đó hay không. Yup, trên đây là video những con quỷ bị thổi phồng sức mạnh trong Kimetsu no Yaiba. Anh em muốn mình làm tiếp về chủ đề nào hay là giả thuyết nào thì cứ comment ý kiến bên dưới nhá. Mình sẽ đọc và chọn ra ý tưởng hay nhất để lên sóng số lần sau. Ok, giờ thì cùng chào đón 3 bạn may mắn được lên TV trong clip ngày hôm nay. Đầu tiên là bạn Ohagi. Rõ ràng là hợp phong thủy mà sao anh Phong cứ đòi bem anh thủy thế? Phần cuối hay anh kết hợp chiến đấu mạnh lắm cơ. Càng đánh càng yêu, bạn đã nghe câu này chưa? Khắc khẩu một tí mới thân thiết với nhau được chứ. Bình luận thứ hai của bạn Sugikuni Michikatsu Kokushibo. Thế lạc đường trụ Zoro có mối quan hệ gì với sát quỷ đoàn? Cái này thì át chịu, tính qua lấy đầu Muzan hay sao đây, nhưng mà lại lạc đường biến dinh thự Ubuyashiki. Và cuối cùng là bình luận của bạn Cường Phạm. Mong đã ra nhiều video về Giyu và Shinobu nhá. Rồi rồi, đẩy thuyền mạnh phết đấy. Đây có phải là cặp đôi đẹp nhất Kimetsu chưa nhỉ? Đừng quên để lại một like, đăng ký kênh giúp bọn mình tập hợp sát quỷ đoàn thế hệ 2.0. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở clip tiếp theo vào ngày mai. Bye bye!